Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đây là video clip em làm về tử vi vận hạn của cái tử vi năm 1970 nữ mạng đối với cái năm 2019 năm Kỷ Hợi. Phải nói rằng là các chị vừa trải qua một cái năm Mậu Tuất 2018 với đầy những cái cung bậc cảm xúc là âu lo buồn phiền, sức khỏe và không tốt đẹp ở nhiều điều. Tuy nhiên là theo như em xem xét thì là năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị thì báo hiệu nhiều điều tích cực. Tuy rằng sao mệnh nó vẫn chưa thật sự tốt đẹp, nhưng các cái phúc tinh và tài tinh ở bên trong của cái vận mệnh của mình tạo cho các chị rất là nhiều sự thuận lợi trong làm ăn cũng như tiền tài. Tuy nhiên về mặt gia đạo thì cũng có phần trắc trở một tí xíu, chứ không phải là cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi, nó mang tính tương đối thôi chứ nó không thể tuyệt đối được. Tuy nhiên rõ ràng là nó sẽ là một năm báo hiệu rất là nhiều điều tích cực và hanh thông trong công việc. Thì đầu tiên hết thì mình sẽ em hay làm cái tổng hợp cái một tí xíu nói sơ về cái thiên tính cũng như cái vận hạn của mình, về cái cách mình ứng xử ở trong cuộc sống để biết mình có được bao nhiêu phúc đức, bao nhiêu cái gọi là đức năng để mà vượt qua cái số phận. Thì rõ ràng là với cái tuổi Canh Tuất của các chị khá nhiều phúc đức, người hiền lành, thì đã vượt qua cái năm mà gọi là đại hạn 2018 một cách êm đẹp. Bây giờ phút này có thể nói như vậy, qua được cái tháng vào cái tháng 11 này bắt đầu là tháng kim rồi. Kim thì nó cùng mệnh với các chị thì nó sẽ tiếp tục là tương sinh, nó tương hợp với các chị, nó sẽ đỡ về bổn mệnh, về sức khỏe và nhiều điều. Thì cái tử vi mà của người mà tuổi nữ Canh Tuất là các chị là vốn là người khôn ngoan, thật sự là các chị có cái khả năng giao tiếp rất là tốt, quảng giao, dễ thành công trong cái môi trường mua bán thương trường, ngoại giao dịch vụ hơn là cái làm cái chuyện chuyên môn. Các chị mà làm chuyện chuyên môn thì các chị thiếu đi cái sự gọi là kiên nhẫn nhất định. Thường là các chị tận dụng cái khả năng của cái người tuổi Canh Tuất, tức là nói người khác dễ nghe mà thuyết phục mà làm ăn ở trong các môi trường kinh doanh thì thật sự là tốt ha. Công việc đó là gặp nhiều xui thuận ở trong cái cuộc sống. Tại vì sao? Tại vì chữ Canh Tuất của các chị là Canh thuộc kim, Tuất thuộc thổ, cho nên là tuổi mạng người là mạng kim nữa, cho nên là tuổi là tuổi Tuất là thổ, mạng là mạng kim, tương sinh, thiên can cũng tương là tương hợp với lại mạng nữa, cho nên là phải nói rằng là các chị thường là ra đời rất là được lòng của thiên hạ và rất là dễ dàng thành công. Tuy nhiên là do thiên can nắm chữ Canh, người ta thường gọi là canh cô mồ quả, nhưng mà chữ Canh của các chị thì không phải tất cả các tuổi, tất cả các ngày tháng năm sinh ở trong cái năm 1970 là đều có dính phải canh cô mồ quả ha, chỉ có một số tuổi thôi, một số tháng thôi, cho nên là thường khổ về tình duyên, nặng đầu, không nhờ đỡ được anh em và cha mẹ, thường là tự lực làm nên cái sự nghiệp của mình ha. Có gì giàu thì tự ăn ha, giàu thì có thấy có anh có em tới, nhưng mà nghèo thì không thấy anh em ở đâu hết á. Thậm chí ví dụ giống như mà mình làm ăn lớn mà người tuổi Canh Tuất thì gọi là tự quan chi cẩu, thì là chó canh cổng chùa đó. Cho nên là có cũng một phần phúc đức ở cái tiền kiếp, cho nên thường là người làm ăn khá là vững chãi và thành công. Tới giờ giai đoạn này thì có đa phần các chị là thuộc ăn nhàn, cũng vì cái tự quan chi cẩu của mình, tức là con chó canh cổng chùa, cho nên nó là có lòng thương người, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, và thậm chí có các chị là lãnh nợ gì nữa. Ví dụ như an nhàn ở nhà làm nội trợ đồ này kia là hay lãnh nợ cho người khác lắm. Cẩn thận nha, đừng lãnh nợ nữa nha. Tính tình thì bộc trực, đôi khi là có một số người là sinh vào các tháng không thuận thì là cố chấp, khó thay đổi trước cái lời khuyên chân thật của người khác, và thậm chí là
dù là cái người đó có đúng gì nữa nhưng mà không hợp ý mình thì cũng không cảm thấy là vui vẻ. À, nếu được sanh vào các mùa xuân và hạ đó, mà ban ngày á, thì cuộc sống có nhiều may mắn hơn các cái người tuổi khác, các cái người canh tức khác, chứ không phải là may mắn hơn các tuổi khác đâu ha. Cái là nói trước, hưởng nhiều phúc lộc an nhàn, nhưng mà nghịch sanh lỗi số vào ban ngày các mùa đông ha, thì duyên nợ đa đon, sự nghiệp thì thăng trầm lao đao. Thời tiền vận bước vào trung vận, tức là đang ở trong cái giai đoạn trung vận này á, thì sự nghiệp cũng có phần là ổn định hơn, tương đối hơn ha. Nếu như mà do là tử quan chi cẩu, có vốn của cái tiền kiếp là tu, cho nên nếu như mà có người này mà biết kính tinh tam bảo ha, hành thiện tích đức, thì đến giờ phút này thì không ai nghe. À, nói gì nó cơ bản vậy. Ngược lại với nam, anh nam của tuổi này thì lạng quạng vừa mấy năm vừa rồi là trắng tay, mà nữ thì đỡ hơn. Rồi về tử vi của năm 2019 đối với tuổi mà canh tức nữ mạng là như sao? Mạng á, thì các chị là xuyến so kim, tức là bàn trang sức đó. À, mạng kim mà gặp năm mộc là tương khắc, cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn và bệnh nạn tạm thân. À, cũng giống như nam vậy thôi. Sao chủ thì các chị bị sao thổ túng chiếu mạng. Sao thổ túng thường thì đem đến rối rắm bất an. Sao mà sau này á, thường sinh chuyện bất hòa trong gia đạo, công việc làm ăn cũng gặp nhiều cái sự ngăn trở, bị tai tiếng thị phi tranh chấp. Thổ túng á, thật sự là một hung tinh, là đem đến rối rắm bất an. Nó thuộc hành thổ. À, nhưng các chị á, thì là mệnh kim, cho nên là vì thổ sinh kim, cho nên là ngược lại cái là trong cái rủi nó chắc chắn sẽ có cái may và không có thiệt thòi, tức là nó sinh ra mình cho nên là nó phải nuôi mình, nó phải dưỡng mình, cho nên nó sẽ làm cho cái sự tác hại của cái sao thổ túng nó bị giảm đi. À, chắc chắn là công việc sẽ tiền hung hậu kiếp, sẽ rất là ok. Hạn thì gặp hình tiền, mà hạn hình tiền thì người ta gọi là phòng bệnh nặng, dễ ốm đau tai nạn, nên giữ gìn sức khỏe, và tránh vào chỗ đông người, rồi tránh đi xa mà vào những cái tháng mà xung khắc bản mệnh. Đó là một cái chuyện. Vận niên thì cũng giống như các anh đang, vận niên là xà âm tỉnh, rắn bị nhốt, thì người ta gọi là cái vận niên này là bất lợi cho cuộc sống, có thể bị lâm vào bệnh nặng hay bị gò bó trong một cái môi trường mà mình không hợp sở thích, phải chịu đựng. Nhưng mà nếu mà gặp cái vận niên mà xà âm tỉnh, nóng nảy vùng vẫy thì nó càng thêm thiệt hại, cho nên là cứ tự tự nhiên chuyện nó đến cứ im im là nó sẽ qua, tại vì mình nên nhớ là năm nay mình được cái sao thổ túng tương sinh. Vận niên mà vận niên mà xà âm tỉnh này á, thì nên nên chịu đựng, gọi là mình chấp nhận cái sự thật của nó xấu kệ nó, cứ tà tà thì sẽ qua cách êm thôi. Về mặt thiên can á, thì chữ canh với chữ kỷ á, là bình hòa về mặt tử vi. Tuy nhiên á, là canh á, là thuộc kim, kỷ á, là thuộc thổ, cho nên gọi là sinh nhập về nạp âm ngũ hành rất có lợi cho công việc rất dễ sinh tài lộc. Dù rằng nó chỉ là tương sinh về nạp âm ngũ hành, chứ không phải là tương sinh về 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 được ngũ hợp hay là như kia, nhưng mà tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành là cũng đã ngon rồi ha. So với cái năm vừa rồi đầy khó khăn thì 2019 rõ ràng là ngon lành ha. Địa chi Tuất gặp Hợi thì cũng bình hòa về mặt tử vi, cho nên là cũng không có gia đạo, cũng không quá gì là phức tạp về xét về mặt tử vi ở bên ngoài như thế. Em à, như vậy vừa dựa vào cái tử vi như thế thì chúng ta sẽ xét xem coi sự nghiệp đo sao tính mạng, coi thử coi là sự nghiệp của năm 2019 nó sẽ như thế nào, thế nào ở trong cái tử vi này. Về tứ trụ á, thì với thiên lợi là công việc làm ăn có phần thăng tiến, tài lộc sẽ sinh dồi dào. Nhưng mà về tứ trụ á, thì địa là địa xung, mà địa xung á, thì nó mạnh về phần sức khỏe và về phần
gia đình, cho nên là có những cái bức an không có tốt đẹp. Như vậy là tốt về mặt công việc, về tứ trụ tốt về mặt công việc, nhưng không tốt về mặt gia đạo và các mối quan hệ ở trong gia đạo. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận của cái năm Kỷ Hợi á, là đi vào sinh địa, mà người ta nói là tiểu vận mà đi vào sinh địa là có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ sức khỏe, đồng thời nó còn có khả năng ngăn chặn cái sinh địa này, nó ngăn chặn cái như cái sao xấu là sao Thổ Tướng nè, hạn thần tiền nè, ha, vận niên là ngăn chặn mấy cái đó đó, thì sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Mà tiểu vận đi vào sinh địa thì người ta nói là công danh sự nghiệp, ha, có những thành quả tài lộc thăng tiến. Tuy nhiên đó là đáo nhập cung mệnh đó là có thất sát tòa chủ. Thất sát tòa chủ này á, đây là một cái bại tinh đối với các chị, nó vốn tạo nhiều cái tai họa ngăn trước, nhưng mà rất may cho các chị là bị tuần án ngữ ở phía sau. Nó sẽ như là tuần là nó sẽ làm tiêu hao giảm bớt tất cả các sao các hạn, dù là sao tốt, tinh quân tốt hay là phá bại tinh, cho nên nó sẽ giảm đi nhiều cái tính sát và sự tổn hại được hóa giải phần lớn. Cái thất sát tòa chủ này sẽ bị như vậy. Nếu các chị làm việc ở cái môi trường công chức hoặc là môi trường mà cần cái sự thăng tiến, có thể bị trình trệ gián đoạn ở nửa đầu năm. Nhưng mà tình trạng xấu không sẽ không kéo dài, đừng nóng vội tìm cách thay đổi, tại vì đây là cái vận niên xạ âm tình, ha, phải biết kiên nhẫn thì trong một thời gian sẽ được trở lại như cũ, mà thậm chí là có phần tốt hơn. Nếu như chúng ta bị lùi lại một bước thì chúng ta đừng có nôn nóng, chúng ta sẽ có bước lên một bước dài hơn nữa, cho nên là các chị yên tâm ha. Rồi, nếu ở lĩnh vực mà các chị mua bán thương mại á, thì có một vài xáo trộn hoặc cạnh tranh, đặc biệt là tiểu nhân phá hại, khiến công việc dường như lâm vào cái tình trạng mà gọi là thụt lùi. Nhưng mà đây chỉ là cái vận hạn tạm thời thôi, tự nhiên sẽ khai mở đi vào tốt đẹp hơn là bình thường đó. Cho nên là nếu như gặp trắc trở đừng nản lòng. Chắc chắn là cái trắc trở của cái năm Kỷ Hợi 2019 vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều cái năm Mậu Tuất 2018 của các chị đang trải qua. Đây là tháng 11 âm lịch. Tử vi thì có quả tú ngộ phục binh, và long trì hoa cái phượng cát tướng quân chiếu. Các chị có bị tiểu nhân hoặc là người thân trong gia đình làm hư hại công việc, gây chuyện thị phi, tai tiếng, tiêu hao tiền bạc, nhưng mà với cái sự mà khôn ngoan và gọi là uy tín của các chị, cái chị khéo léo ha, và thậm chí là nhờ một cái phần mà phước đức các chị tích được, thì mọi chuyện sẽ được dàn xếp hóa giải một cách ổn thỏa. Các chị cần quan tâm đến sinh hoạt của người thân để mà có thể đưa ra cái gọi là khống chế, ngăn chặn cái phần nào nguy hại trước cái khi sự việc nó xảy ra. Đó là một cái điều mà cần cẩn thận ha. Về mặt tài chính, với là vượng địa lộc tồn tòa chiếu, và đặc biệt là lộc tồn lưu chiếu, báo hiệu một năm sẽ dễ tạo tác tiền bạc điền sản. Nếu như mà làm ở trong hãng xưởng thì rất dễ tăng lương thăng chức. Năm nay có cơ hội được phát tân tạo nhà cửa mới. Nghe thấy êm ha, gì cho vui. Thời gian này mà mua đất mua đồ là thấy êm á. Tại vì năm nay là năm thổ vượng, mà các chị là mệnh kim, cho nên là thổ sinh kim. Mà đặc biệt mà các chị mà làm ở trong cái môi trường mà liên quan tới thổ nhiều, thì rõ ràng là năm nay là một năm rất tốt đẹp. Cung mệnh á, thì có thái dương thiên không kiếp sát. Thiên không mà chiếu vào cung á, thì không nên làm việc, không nên tin tưởng một cái người lạ, tránh hùng hạp hợp tác, dễ sinh tranh cãi, bị liên lụy pháp lực. Đặc biệt đó là đi xa dễ sinh tài độc. Với cái kiếp sát đi với thiên không thì nên cẩn thận những cái việc mà hùng hạp ha. Đặc biệt là kiếp sát với thiên không thì tránh đi trên trời, nhưng mà
mình đâu có đi trên trời nhiều, các chị không có thường xuyên đi trên trời nhiều đâu, cho nên là cẩn thận ha, không có tốt đẹp lắm về mặt sức khỏe nếu mà tiếp xác đi với thi công. Như vậy là phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm nay năm 2019 can kỷ thì nó thuộc âm, ngũ hành đó, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung cho nên thổ sẽ vượng. Đối với người mệnh kim gặp năm thổ vượng thì có phần lợi ích về mặt sức khỏe, tài lộc, dù có bị tốn hao ban đầu thì cũng được bù đắp một cách ổn thỏa. Tuy nhiên sao hạn vận niên thì khá xấu, cẩn thận giấy tờ sổ sách, có thể bị tiểu nhân lừa gạt quấy phá công việc. Sức khỏe cũng không được tốt đẹp, cần phòng bệnh nặng và tai nạn nhẹ do gặp năm kim khắc mộc ha. Có thể nói năm 2019 tốt nhiều hơn xấu, tài lộc có thăng tiến nhưng cuộc sống gia đạo rối rắm, cần phải để ý, nhất là những người thân tín ở bên cạnh. Nhìn chung các mặt như vậy á, thì sau năm 2019 năm Kỷ Hợi sao hạn ha khá xấu, thì nhưng mà cái tử vi á, thì là tốt. Như nãy giờ mình xét cái tử vi rất là nhiều các tinh quân, đặc biệt với cái tam hóa liên châu ha, hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, tam hóa liên châu như này á, thì rất tốt cho những người làm ở trong cái môi trường mà công danh, môi trường mà quan vật hoặc là cái thương mại rất là tốt đẹp, đặc biệt là hóa khoa và hóa quyền. Hóa quyền là ảnh hưởng rất là tốt với quyền lực, với cái sự thăng tiến của các chị ở trong năm nay. Có thể nói năm nay á, thì bên ngoài thì có những sao hạn vận niên xấu, tốt thì có cái tử vi và cái tứ trụ. Mọi việc nên cẩn thận, nên nói chung là vẫn có những cái xấu xung quanh mình chứ không phải là tốt 100% như đã nói ngay ban đầu. Có thể nói năm nay các chị được 7 điểm, 7 điểm đó thì nó nặng nhiều về phần tài lộc và công danh. Tuy nhiên 3 điểm xấu bị mất là ảnh hưởng nhiều đến gia đạo và các mối quan hệ trong gia đạo, cho nên là các chị cần cẩn thận ha. Nếu mà các chị tu nhân tích đức mà vốn dĩ của người canh tuất thì đã nói rồi, tự quan chi cẩu mà, thì là người làm lành nhiều, thì nếu tiếp tục làm lành ở trong năm này thì mọi chuyện nó sẽ xuôi thôi, không có việc gì quá khó khăn đối với các chị cả. Đó là về mặt công việc, về mặt sự nghiệp ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 với nhiều cái sự tốt đẹp. Thì bây giờ mình sẽ xét cái tình cảm và gia đạo, với những cái tinh quân, những cái tử vi như thế thì nó ảnh hưởng sẽ thế nào đến về cái gia đạo và tình cảm. Năm 2019 năm Kỷ Hợi thì như đã dự báo thì có khó khăn về tình cảm ha, buồn phiền về gia đạo, do đó cũng khó được tươi vui hạnh phúc một cách trọn vẹn. Các chị thường là người có tiếng nói ở trong gia đạo, thường nắm chủ quyền chủ động ở trong gia đạo. Nếu có chồng con, tiếng nói thì được cả chồng con và gia đạo được tôn trọng, hưởng ứng. Với cái tướng quân nhập mệnh á, thì dễ năm nay dễ trở nên nó là lấn lướt quyền của chồng, con, dễ sinh khắc khẩu và hiểu lầm, nên quan tâm nhiều hơn với cuộc sống của chồng, của con để tạo sự thông cảm. Đừng quá xông xáo ở bên ngoài mà tình cảm vợ chồng sức mẻ gây khổ cho nhiều người. Nên nhớ ha. Bên cạnh những cái tinh quân tốt ở trong cái vận hạn sao mệnh của các chị thì cái có tam môn bạch hổ điếu khách nó hội tụ, gia đình có người ốm đau tai nạn hoặc chi xa, đặc biệt với tam môn đi trước này, bạch hổ này thì rất dễ còn tan ở trong gia đạo, không phải là gia đình đâu nha. Tức gia đình tức là chồng con thì mình không dám nói, nhưng mà ở gia đạo nó rộng hơn, anh em thân tính gì đó. Sự việc bất an có xảy ra hay không có tùy vào cung phúc đức của mỗi người. Nếu như tích đức đủ thì mọi chuyện nó sẽ không có xảy ra. Các chị thì có nhiều quý tinh, có tính giải cứu tai nạn, đặc biệt là hóa khoa, hóa quyền và hóa lộc, người ta gọi là tam hóa liên châu. Tam hóa liên châu này nó không những ảnh hưởng đến công việc mà nó còn ảnh hưởng đến mặt tình cảm và gia đạo nữa, tại vì nó có hóa khoa. Hóa khoa là một cái
cái đặc biệt hóa ra là một cái phúc tinh có cái nhiệm vụ rất là hay, là hóa giải tất cả các cái tinh quân xấu. Ví dụ như có thể hóa giải Tam Môn, hóa giải Bạch Hổ, tác dụng đi rất nhiều. Tuy nhiên nó sẽ bị tùy thuộc vào cái vận hạn của tháng. Ví dụ giống như tháng đó bổn mạng mình bị tương khắc thì cẩn thận là mình sẽ bị phúc tinh này nó sẽ không có tác dụng, nó bị yếu đi, và yếu đi thì ông Tam Môn và Bạch Hổ họ sẽ hoành hành, nên cẩn thận. Đặc biệt Nguyệt Đức Thanh Long cũng nhập mệnh, tuy có rất nhiều cái phúc tinh như vậy cho nên, nhưng mà bản thân là do chữ canh cho nên phải tự thân lo trước các biến động, nên bình tĩnh, đừng vố tranh thẳng bất cứ một cái việc gì, nhịn nhục mà như vốn dĩ cái người của mình đã chịu đựng từ xưa giờ thì nó mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, không có chuyện gì đâu ha. Với Thiên Khôi Thiên Việt tọa chiếu thì là con cái sẽ có những thành tựu trong công việc hoặc là trong học hành, đem lại niềm vui cho bản thân các chị. Gia đình cũng có thêm người như dâu rể, cháu nội ngoại hoặc đoàn tụ với người thân ở phương xa. Tại vì với Thiên Việt Thiên Khôi nó rất là hay có đến, đặc biệt là có thai và hoa cái, rất dễ có người mới ở trong gia đạo của mình ha, trẻ nhỏ. Nói chung tình cảm của năm 2019 có nhiều xáo trộn, mặc dù ở vào cái hậu vận rồi, cuộc sống để có thể nói là yên ổn, bớt đi phần bất ổn, nhưng cái năm này có phục binh tướng quân và vượng địa thai hộ chiếu, vợ chồng nên tạo cuộc sống trong sáng hơn, rõ ràng hơn để tránh những cái sự hiểu lầm mà gây ra cái cảnh mà cơm không lạnh canh không ngọt. Còn đối với các chị mà độc thân á, đây là một năm nhiều niềm vui về tình cảm, nhưng nên cẩn thận kẻo dính vào cái mối lương duyên mà nó không rõ ràng, rất dễ bị tai tiếng, có hại cho bản thân. Nếu muốn tính chuyện trăm năm là gấp gạo thổi cơm chung ở trong năm này á, thì không nên làm lễ, vì nó đây là một năm không thuận về tình cảm, không, người ta gọi là năm kỵ cưới á. Mà các chị ở tuổi này rồi chắc cũng không có làm đám cưới gì đâu ha. Rồi, đó là về mặt tình cảm ha. Còn về mặt sức khỏe thì như đã nói, tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cho biết sao hạn thì không tốt, mạng thì bị kim khắc mộc, cẩn thận giữ gìn sức khỏe, đặc biệt về các bệnh và tim mạch và tai nạn. Nói chung là không xấu về bổn mạng như các anh, nhưng mà các chị thì có thể nói là bổn mạng của mình là bị suy thôi, bất an thôi, chứ không có nguy hiểm. Không có cái sao hàng nào, dù là thất sát tòa chủ nhưng mà bị tuần nó kèm cứng ngắc, không làm gì được, không có phát huy tác dụng được. Đặc biệt có hóa tam hóa liên châu khống chế thêm nữa thì rõ ràng là nó đem đến nhiều cái điều mà thuận lợi ở bổn mạng cho các chị. Rõ ràng là với những cái tử vi, với những cái tinh quân phúc tinh tài tinh tốt đẹp ở trong cái mệnh như vậy thì báo hiệu rằng cái năm 2019 tiền tài là không phải vấn đề các chị cần phải lo toan và quan tâm, vì nó đến rất là nhanh, thậm chí là đến nhiều, hanh thông hơn tiền bạc. Tuy nhiên về mặt gia đạo và các mối quan hệ ở xung quanh mình thì cần cẩn trọng, sẽ có những cái không tốt đẹp ảnh hưởng đến mình. Mọi việc nên phải là lựa lời và cân đo đong đếm một cách rõ ràng, nếu không muốn đem đến sự rắc rối cho bản thân mình. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với nữ mạng Canh Tuất sinh năm 1970, với nhiều cái thuận lợi về công việc làm ăn, thì hy vọng rằng nó sẽ giúp các chị tự tin hơn ở trong các khoản đầu tư làm ăn, và có một đôi chút khó khăn về gia đạo, giúp cho các chị biết cẩn thận và đề phòng, ngăn chặn những cái chuyện xấu xảy ra, mất mát tình cảm trong gia đình. Thì như các video trước thì em có làm luôn cái vận hạn của 6 tháng đầu năm,
khí hậu 2019 đối với tụi các chị, để các chị biết rằng tháng nào nó tốt đẹp và tháng nào nó không tốt đẹp và tại sao. Thì đầu tiên hết á, tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần, một tháng gốc hỏa. Như vậy thì mệnh xét về trụ mệnh là hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe cẩn trọng, tai nạn bệnh nạn có dễ xảy ra. Như đã nói, khi tháng khắc bản mệnh thì các phúc tinh tài tinh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Như hóa khoa, lọc tồn, mấy cái tinh quân tốt sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị khống chế. Và ngược lại, khi đó các phá và bại tinh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hoành hành, cho nên là cần cẩn trọng. Thiên can, chữ bính nó khắc chữ canh, bính của Bính Dần nó khắc canh. Thiên can bị tháng khắc, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận vướng thị phi kiện tụng pháp luật. Rõ ràng ha, các phúc tinh và tài tinh bị mệnh tương khắc cho nên không phát huy tác dụng. Thiên can lại bị tháng khắc, rất là xấu về công việc. Khởi đầu của năm là thấy trục trặc, giống như là nãy phân tích ở trên, tiền hung hậu kiếp, mới tháng 1 là thấy hung rồi. Về xét về cái trụ địa chi á, là Dần Ngọ Túc là tam hợp. Người ta nói tam hợp hóa giải tam tai, tuy nhiên là với tam hợp tháng thì chắc cũng không hóa giải nổi tam tai đâu. Cho nên nó chỉ là một phần tốt về phần gia đạo, tốt về mặt tình cảm gia đình thì cũng đúng thôi. Tháng giêng mà gia đạo xung hợp đi chơi ha, ấy thì làm sao có chuyện buồn về gia đạo được. Hy vọng rằng với phần tốt đẹp về gia đạo, với lại cái tháng giêng là cái tháng ăn chơi, cũng chưa có làm gì nhiều, không ảnh hưởng mấy đến công việc của tuổi Canh Tý nữ mạng của các chị ha. Tiếp đến là tháng 2, tháng Đinh Mão. Tháng 2 của âm lịch của năm Kỷ Hợi á là tháng Đinh Mão. Và tháng Đinh Mão á thì cũng giống như là tháng Bính Dần, nó là một tháng gốc hỏa, tiếp tục hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe cẩn trọng, bệnh nạn tai nạn cần cẩn thận, đặc biệt là phúc tinh và tài tinh sẽ không có tác dụng gì hết ha. Cho nên là tự thân vận động. Thiên can canh đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Canh thì gốc kim nạp âm ngũ hành, đinh thì gốc hỏa, nạp âm ngũ hành của đinh là hỏa. Như vậy là thiên can là bị tương khắc về nạp âm ngũ hành, cũng tiếp tục khó khăn trong công việc, tuy nhiên nó sẽ không có lớn lao như cái tháng một âm lịch. Địa chi Tuất Mão thuộc nhóm lục hợp. Thì như vậy địa chi của tháng 1 và tháng 2 tức là gia đạo rất là ok, ổn định, không có chuyện gì. Thậm chí là với cái địa chi mà Tuất Mão lục hợp này nè, nó sẽ tương sinh. Khi mà lục hợp thì nó kéo theo cả công việc, kéo theo mọi thứ rất là nhiều điều. Như vậy là tốt đẹp cho tuổi của các chị. Tuy nhiên là cần cẩn trọng ha. Với cái bổn mạng tương khắc thì tai nạn và các cái phúc tinh nó bị khống chế đi rất là nhiều cái tác dụng ảnh hưởng. Tiếp đến là tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn, một tháng gốc mộc. Tháng Mậu Thìn như vậy là mệnh là kim khắc mộc, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ. Bây giờ là tới bổn mạng tương khắc tháng chứ còn không có ấy nữa, thì cái trên là nó khắc mình, bây giờ mình khắc nó thì cũng tiếp tục là không tốt đẹp về bổn mạng. Thiên can canh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là canh thì thuộc kim, mậu thuộc thổ, cho nên có thể nói là thuộc dòng tương sinh, thổ sinh kim, cho nên là công việc bắt đầu tốt đẹp hơn, có thể sinh tài lộc. Bổn mạng thì vẫn tiếp tục là yếu ha. Như vậy địa chi thì Tuất gặp Thìn, Thìn Tuất là thuộc nhóm lục xung. Lục xung là như thế nào? Lục xung là mô tả cái sự chống đối, đối chọi nhau ở trong cuộc sống. Như vậy thì địa chi không tốt đẹp, địa chi rất dễ xảy ra chuyện không tốt,
đặc biệt là với cái tử vi hồi nãy mình nói ha, coi chừng cẩn thận tháng 3 là bị chống phá tiểu nhân nó hành hành, bởi vì thiên can bổn mạng của mình vẫn là khắc tháng, cho nên là tam hóa liên châu không có phát huy được tác dụng tối đa của nó, tức là nó không phát huy tác dụng tối đa, nhưng nó cũng có tác dụng, cho nên là chuyện cũng không có quá lớn lao, cho nên mình cẩn thận. Rồi tới tháng tư là tháng kỷ tỵ, tiếp tục là một tháng gốc mộc. Như vậy mệnh cũng giống như là tháng 3, kim khắc mộc, bổn mạng tương khắc tháng, hoặc bệnh nạn bất ngờ, và các cái tinh quân cũng ngàn vàng một chút xíu, chưa có được ngon lành lắm. Thiên can canh mậu, canh kỷ cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Kỷ của kỷ hợi tháng gặp kỷ tỵ, một tháng người ta nói là bị lục xung về địa chi tháng của năm, là kỷ tỵ, kỷ hợi, tỵ hợi là lục xung, cho nên là, nhưng mà tiếp tục cái thiên can nằm âm ngũ hành của thiên can là sinh nhập và canh kim mậu thổ, cho nên là vẫn có sinh tài lộc, công việc sinh tài lộc, không có chuyện gì hết, tuy là nó có khó khăn nhưng mà nó có tài lộc. Địa chi tỵ túc là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Tỵ thuộc hỏa, túc thuộc thổ, cho nên là hỏa sinh thổ, thuộc cũng vẫn được dòng tương sinh, cho nên có thể nói là tháng tư ngoài cái bổn mệnh tiếp tục phải đề phòng như tháng 3, thì tháng tư có thể tài lộc sẽ có nè, rồi là địa chi gia đạo sẽ và các mối quan hệ tiếp tục tốt đẹp. Rồi đến tháng tiếp theo là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch của năm kỷ hợi 2019 là tháng canh ngọ, mà tháng canh ngọ thì thuộc thổ, như vậy mệnh thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe ổn, tốt, các cái phúc tinh và tài tinh cực kỳ được hưởng lợi, ngon lành ha. Thiên can canh thì cùng hàng, có hàng can giống nhau, cùng hàng kim hết, có hàng nhân kim đúng không, cho nên là công việc tốt đẹp, thậm chí là rất dễ sinh tài lộc, đặc biệt trong tháng này. Địa chi là nhóm tam hợp dần ngọ tức, là dấu hiệu may mắn cho gia đạo và các mối quan hệ. Như vậy tháng 5 là một cái tháng cực kỳ hấp dẫn, có thể nói là rất tốt đẹp cho tuổi canh tức. Tại vì người đã nói mà, cẩn thận cái người ta gọi là tiền hung hậu kiếp, thấy không? 4 tháng đầu có vẻ không ổn thỏa, từ tháng 5 trở đi thì có một cái tháng rất là êm đẹp. Tuy nhiên là phải nói là một điều đó là đừng có mà thấy nó quá tốt, mà cái gì nó cũng có cái chừng mực tương đối thôi, đừng có thấy nó quá tốt mà sinh ra nhiều chuyện phức tạp. Với cái tháng này như vậy, hy vọng rằng mọi chuyện lớn sẽ được dồn vào tháng này và giải quyết một cách ổn thỏa và đem đến tài lộc hanh thông cho các chị. Ngon lành ha. Rồi tiếp tục là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch của năm kỷ hợi 2019 là tháng Tân Mùi, tiếp tục là một tháng gốc thổ, như vậy mệnh cũng tiếp tục được tương sinh, thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe ổn, tinh quân tốt, được hưởng lợi tam hóa liên châu, phát huy hết tác dụng của mình và làm cho mình nhiều điều thuận lợi. Thiên can tân canh không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tân canh thì cũng thuộc hành kim, như vậy là cùng hàng kim, cho nên là tiếp tục là một tháng sinh tài lộc. Tháng 5 mình đang lên thì tháng 6 không có nghĩa gì mình dừng lại ở công việc làm ăn, thì nó phải nối nhau. Về mặt địa chi, túc mùi, thìn túc sửu mùi, túc mùi thì là thuộc nhóm tự hình, nó nằm trong tứ hành xung. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh loại trừ bên yếu. Cho nên là phần gia đạo nó cũng có chút không tốt đẹp. Nhưng mà nó nhỏ thôi, không có quá lớn lao đâu, đừng có mà lo lắng nhiều điều. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng đầu năm kỷ hợi 2019 cho tuổi canh tức của các chị. Với cái tử vi và vận hạn như thế này thì báo hiệu rằng công việc làm ăn khởi đầu nó có nhiều điều không được tốt đẹp, không được xuôi thuận cho lắm. Các chị đừng nản lòng, vì vào giữa năm các chị sẽ được thổ vượng
cái năm Thổ Vượng tương sinh cho mình nhiều điều và đem đến tài lộc hanh thông. Hy vọng rằng với cái vận hạn, với cái tử vi như vậy sẽ giúp các chị vui vẻ hơn ở trong cái cuộc sống, tốt đẹp hơn ở trong cái năm Kỷ Hợi, đối với cái năm Mậu Tuất này. Rất vui các chị đã xem video đến đây. Nếu các chị xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người nữ tuổi Canh Tuất biết và ứng dụng vào cái năm Kỷ Hợi của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.